Thưa quý vị, sau nhiều mặt hàng nông sản rất lạ lẫm như là vỏ thông, lá phong ba, lá khoai non hay là run đất, thì thời gian gần đây, nhiều thương lái Trung Quốc lại liên tục thu mua côn trùng, cụ thể đó là bọ ba sọc hay còn gọi là sâu đậu hay là bọ ban miêu, bọ cánh cứng tại một số tỉnh Tây Nguyên. Nhiều người dân ở tỉnh Kon Tum cho biết, thương lái đang thu mua bọ ba sọc với giá từ 1 cho đến 2 triệu đồng trên 1 kg để bán sang Trung Quốc. Trước việc bán sâu được tiền, nhiều người dân đổ xô đi săn lùng. Theo người dân địa phương, loại sâu này thường phá hoại đậu, bí, lúa nhưng số lượng không nhiều. Ngành nông nghiệp tỉnh Kon Tum cho hay, trước đây chưa từng xảy ra tình trạng thu mua này và khuyến cáo người dân không nên bỏ công bỏ việc khác để lùng bắt loại sâu bọ có độc, gây bỏng. Hơn nữa, người nào mua lại hoặc tàng trữ nếu không may thương lái ngừng thu mua sẽ ảnh hưởng đến kinh tế. Được biết, loài sâu này có công dụng làm thuốc rộp da để gây mụn dẫn độc hoặc làm thuốc tụ bệnh. Thưa quý vị, lãnh đạo Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hôm nay cũng cho biết, sâu ban miêu là loài dịch hại phát triển ngoài đồng ruộng, không có ích với cây trồng, nên việc người dân đổ xô bắt bán cho thương lái Trung Quốc không gây ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp. Việc thương lái Trung Quốc thu mua loài sâu này là buôn bán kinh doanh mang tính chất tiểu ngạch, thu mua gom theo kiểu vài cân một. Trước đây, trường hợp thương lái Trung Quốc thu mua các mặt hàng như là giun đất, đỉa hay là đuôi trâu cũng tương tự như vậy. Vâng, và trước lo ngại những người nông dân có thể nuôi loài sâu này để bán cho phía Trung Quốc, thì Cục Bảo vệ Thực vật cho rằng sâu ban miêu là loài dịch hại nên nhân nuôi loài này là vi phạm quy định. Nếu như phát hiện người dân nuôi thì phải cảnh báo việc này. Cuối năm 2013, thương lái Trung Quốc bất ngờ mua mỡ lợn, người chăn nuôi đồng loạt vỗ béo lợn để lấy mỡ. Sau khi thương lái ngừng thu mua, lợn mỡ ế, giá giảm thê thảm, thương lái Trung Quốc quay lại thu mua ồ ạt. Những mặt hàng nông sản khác cũng có số phận tương tự. Dưa khô có lúc bị đẩy giá lên tới 100.000 đồng trên một chục, nhưng chỉ 2 ngày sau, giá chỉ còn 15.000 đồng trên một chục. Đỉa cũng bị đẩy giá lên tới cả triệu đồng 1 kg, và chỉ sau một thời gian ngắn, thương lái Trung Quốc bỗng nhiên mất hút, khiến hàng trăm kg đỉa trở nên vô giá trị. Rồi đến lá điều khô chẳng có giá trị gì, bỗng nhiên được đẩy giá có lúc lên tới 1.000 đồng trên 1 kg. Nông dân dại dột đến mức phun thuốc cho lá điều rụng để gom đem bán. Việc thu mua lạ đời của thương lái Trung Quốc đã nhiều lần khiến nông dân Việt Nam khốn đốn. Thế nhưng, dù gậy ông đập lưng ông biết bao lần, chỉ cần có lợi nhuận, không ít nông dân vẫn bất chấp mọi rủi ro, thu gom nông sản lạ đời, phục vụ thị trường vốn không dễ chơi này. Thưa ông, vậy thì tại sao mà Trung Quốc lại rất hay thu mua những thứ mà tưởng chừng như là rất là vô bổ với giá vô cùng là cao như vậy? Theo ông thì mục đích của họ là gì ạ? Ở đây có hai vấn đề, ta không khẳng định được. Có thể là tốt, có thể là xấu. Có thể là tốt vì họ bên họ chuộng thuốc bắc với thuốc nam lắm, họ cần những sản phẩm đó. Nhưng có thể là phá hoại. Ví dụ họ thu mua dễ hồi, họ thu mua móng trâu, là cái chuyện là phá hoại, là gây là dễ xin, là những cái chuyện đấy là không phải là thuốc mà là phá hoại. Thì cái đó chúng ta phải, bà con mình phải tỉnh táo. Chính là các đồng chí lãnh đạo địa phương, chúng ta tỉnh táo rằng là những cái việc đó, trường hợp đó nên giải quyết như thế nào. Thế còn nếu mà nó tốt, họ cần, thì theo tôi tốt nhất là chúng ta tổ chức sản xuất. Nhưng giá cả phù hợp, bà con mình làm phải có lãi cao. Chứ không phải tất cả nó vào con buôn cả, rồi mình được một vô mất đi. Thì cái đó là phải tính toán, chứ đừng gọi là hủy diệt. Tổ chức sản xuất thì ta đưa ra. Cho cái rất quan trọng. Vâng, chính những cái việc mà khi mà thương lái Trung Quốc sang thu mua với lại cái giá rất là cao và giá rất là đắt đỏ với những thứ tưởng chừng như là bỏ đi như vậy đã làm cho bà con chúng ta là khai thác theo kiểu là tận diệt, mặc dù là chưa thể thu hoạch như là điều non hay là dễ sim. Và cái cách khai thác tận diệt như vậy thì sẽ ảnh hưởng như thế nào tới ngành nông nghiệp của chúng ta thưa ông? Cái này thì chính các đồng chí lãnh đạo ngành nông nghiệp đã nói rồi và bà con cũng thấy rõ ràng cái hủy diệt là gây ảnh hưởng rất lớn. Được cái trước mắt nhưng lâu dài là mất. Rồi chặt rễ cây đi thì làm sao cây mọc được, lấy móng con trâu thì trâu sống thế nào được. Những cái kiểu đó là rất nguy hiểm. Thì rất may là anh em lãnh đạo bên ngành nông nghiệp cũng sớm phát hiện và cũng đã cảnh báo bà con rồi. Cái quan trọng là bà con mình cố gắng đừng tham trước mắt, mà phải phối hợp, phải tính toán, phải xác định rõ ràng nếu vì có lợi không lợi cho chúng ta và cho đất nước thì chúng ta chọn cho nó làm. Bà con nên thận trọng, cảnh giác trong chuyện này. Dạ vâng ạ. Và rõ ràng là như vậy thì chứng tỏ là chúng ta cũng chưa thể quản lý được cái thực trạng này khi mà người dân của chúng ta vẫn bất chấp khai thác nông sản một cách ồ ạt và tận diện theo cái lợi trước mắt đúng không ạ? Vậy thì theo ông chúng ta cần phải có những cái biện pháp như thế nào để có thể hạn chế được tình trạng này? Cái liên kết bốn nhà rất quan trọng.
nhà khoa học phải giúp bà con phát hiện cái đó là đúng sai, hỏng nào. Thế rồi giúp bà con khắc phục như nào? Chính bà con phải xác định lên. Chính quyền địa phương hết sức quan trọng. Bà con phát hiện sớm, rồi rồi chúng ta có biện pháp đưa ra. Đừng có chạy theo những cái lợi nhuận ngắn mà chúng ta gây tác hại lớn cho chúng ta và cho những người xung quanh nữa. Qua thực tiễn thấy là vai trò các doanh nghiệp khi tác động vào nông thôn hiệu quả rất cao. Và Thủ tướng hết sức ủng hộ chuyện này. Rất mong các doanh nghiệp quan tâm đến mặt trận nông nghiệp của bà con chúng tôi. Còn có rất nhiều việc để làm được, còn rất nhiều đối tượng có thể tham gia được, rất nhiều hoạt động có thể làm giàu trên mặt trận nông nghiệp. Nếu như các doanh nghiệp cùng phối hợp bà con thì những cái chuyện này không thành vấn đề nữa. Người ta không chạy theo những việc nhỏ nhặt này nữa mà đi vào vấn đề lớn để bà con mình sản xuất có thể đạt được hiệu quả cao hơn. Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của ông.